Em thấy sao kỳ kỳ, cuối cùng đi chùa thì ít nhưng mà vô sòng tí sắc thì nhiều. Em bắt được 2 lần, em về nói với ông già vợ. Cuối cùng ông nói thì tụi bay làm gì làm. Nói ba nói vậy, nếu mà con gặp 1-2 lần nữa là con bỏ nhà con đi. Nhưng mà cái nhà đó là nhà của em cắt, còn đất thì của bên vợ cho. Rồi cuối cùng em gặp lần thứ tư, em nói là bữa đó em đi làm, cuối cùng em không đi làm, em đi chơi ra đó em gặp, em quay rồi em chụp về em đưa trong già vợ coi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu lớn lên cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ em quê An Giang, Nguyễn Hoàng Nguyên quê An Giang. Em năm 76, năm nay 48 tuổi. 48 tuổi. Dạ. Em làm cơ khí ở Bảo Trì ở công ty Bình Dương. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Mình xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, chào bạn trai bên kia. À. Mình tên là Trần Thị Cẩm Tú, mình đến từ Tiền Giang. Mình sinh 1975, nghề nghiệp của mình là buôn bán. Chị Tú đang buôn bán cái gì ạ? Buôn bán tạp hóa. Dạ. Tú bán ở Tiền Giang mà ở huyện nào Tú? Dạ em ở xã An Hữu và huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè. Dạ. À, em trai cho bên nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ thế mạnh của em là cố gắng làm, siêng năng. Siêng năng. Lo, dạ, lo cho vợ con. Coi như là vợ con biết làm gì là em làm được cái nấy. Chửi con cái là nấu ăn hơi bị dở rồi. Chỉ có nấu ăn dở thôi. Dạ. Còn làm bất cứ gì trong gia đình vợ làm được là mình làm được. Dạ, dạ. Quét dọn lau chùi đồ em làm được hết. Em có tật xấu gì không? Dạ có cái em hay quên với em thương người á, em đi đường đang đi xe vậy gặp mấy người già già lớn lớn đồ này kia nó bán vé số với người ta xin ngồi bên đèn đỏ rồi đó, em hay tấp lại em cho không nhiều 50-30 ngàn gì đó, hoặc là mua 5-3 tấm vé số gì đó. Vậy là tốt rồi. Vậy là cái đó điều tốt mà, chứ đâu phải khuyết điểm đâu anh. Đôi khi em mới mua rồi cũng thấy người già đi ngang rồi cũng vẫn mua 2 tấm nữa kệ tới đâu tới. Ừ, nay có mua cho anh tấm thôi. Dạ. Xin lỗi anh. Mà chưa mua đúng không? Dạ, dạ. Trời, tôi hỏi xui quá. Sáng ta lên chương trình sớm rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ, nhà gái ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Nhà mình ưu điểm thì mình hiền, vui vẻ, hòa đồng. Mình hơi rung nè. Tú nói chuyện hơi nhỏ đúng không? Tú hơi rung, nói chuyện hơi nhỏ. Mình có tật xấu gì không chị? Điểm yếu của mình thì mình không biết chạy xe. À, không sao, có chàng trai lo rồi. Dạ. Bên đây người ta chế tạo xe còn được, đừng nói chi là chạy xe. Rồi, bây giờ mình cho nhà trai biết mình muốn tìm một người chồng lý tưởng thế nào nè Tú. Dạ thì em muốn tìm được một người chồng chân thành. Chân thành hả? Dạ. À, có cái đó chân thành là sở thích của anh luôn á em. Không lăng nhăng, không hút thuốc à? Không lăng nhăng, không hút thuốc. Dạ coi như là mấy hút thuốc em có, nhưng mà nếu mà tiến tới hôn nhân chắc có thể em giảm được từ từ. Em có gia đình chưa vậy Tú? Dạ em có một lần mà em bị đổ vỡ anh. Ừ, dạ. Chị có em bé chưa? Dạ không. Lấy nhau mấy năm thì đổ vỡ Tú? Dạ lấy nhau 18 năm ạ. 18 năm mà chị không có con hả? Dạ. Bây giờ nhà trai mình vợ con sao? Dạ nói chung là hồi xưa em cũng có quen cô đó, cũng sống mà em cũng có dẫn gia đình em tới, nhưng mà bên đó nói là không chịu. Rồi cô đó có theo em ở là năm mấy, cũng cách nhà cách cửa đồ, hai đứa cũng sống như vợ chồng. Có con không? Dạ không. Sau này cũng đi chùa là Phật tử quy đồ này kia á chị. Rồi em thấy sao kỳ kỳ, cuối cùng đi chùa thì ít nhưng mà vô sòng tí sắc thì nhiều. Em bắt được 2 lần, em về nói với ông già vợ. Cuối cùng ông nói thì tụi bay làm gì làm. Nói ba nói vậy, nếu mà con gặp 1-2 lần nữa là con bỏ nhà con đi. Nhưng mà cái nhà đó là nhà của em cắt, còn đất thì của bên vợ cho. Rồi cuối cùng em gặp lần thứ tư, em nói là bữa đó em đi làm, cuối cùng em không đi làm, em đi chơi ra đó em gặp, em quay rồi em chụp về em đưa trong già vợ coi. Em quay em lại nó ba lại em đi mà đi nó khóc. Nó khóc nhiều nữa, em ở đó lỡ đó càng khổ nhiều nữa, em không dám ở. Thôi xin chia sẻ với anh câu chuyện này ha. Ôi. Cũng không có gì ràng buộc mà cũng không có để lại cái hệ quả gì. Đúng rồi, thôi nói vậy để hai bên hiểu nhau thôi. Dạ. Còn cái chuyện nó không có duyên với nhau thôi đành phải chịu chứ. Đôi khi em nghĩ em thấy cũng buồn. Chào em gái. Dạ. À, mỗi người cũng gian dở ha. Dạ. Mà cũng chưa có con. Như vậy thì cũng rất là dễ để ta kết hợp với nhau. Đúng rồi. Để chúng ta cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Em thấy được không? Em thì để hỏi em gái chứ. Để hỏi em gái hả? À em gái rồi, em gái đâu? Chào chị. Em gái coi nãy giờ nghe câu chuyện đó, em có ý kiến sao? Dạ chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan. Em là em gái của chị Tú. Chào anh. Dạ chào anh. Theo như nãy giờ anh nói là anh chưa kết hôn lần nào luôn hả? Nói chung lúc trước sống thì có sống chung với người đó, nhưng mà cuối cùng là không có kết hôn, cái pháp luật không có kết hôn. Anh nói vậy anh ở An Giang hả? An Giang. Mà anh đi làm Châu Đốc, trên đây anh ở trọ hả? Ở trọ trên đây. An Giang thì anh còn cha mẹ gì lớn không? Ba anh mất năm nay 5 năm, mẹ mới mất tháng 8 này tới. Vậy anh ở với ai? Ở dưới An Giang á là anh ở với ai á? À ở nhà anh dưới giờ là có thằng em Út, nó lâu lâu nó chạy xe trên này nó về, nó ở
ở. Còn dạ, anh lên trên này anh là thứ mấy trong gia đình? Thứ ba. Mà giờ không có ai lo cho ai nữa, giờ tự ai nấy lo đó. À, anh có vợ là anh lo cho vợ. Chị em thì chỉ cũng đổi vợ một lần. À, chị cũng hiền lành lắm. Dạ. Mà giờ hai người cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì nếu được tìm hiểu cho nhau cơ hội gì đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em gái. Nhà trai mình đi với ai ạ? Dạ đi với bạn. Chào chú Linh với chị Ngọc Lan. Em thấy sao? Bây giờ theo dõi hai người có hợp nhau hay không? Thấy chị cũng được đó anh. Dạ, cảm ơn. Cố gắng tìm hiểu. Dạ. Anh trai có nhiều người bồ không? Dạ không. Ông hiền không? Cái cũng hiền. Ông hay gây lộn, quýnh lộn gì với ai không? Không, đó chưa thấy. Ông có nhậu không? Không. Nói chơi anh hỏi sơ sơ, nãy giờ em gái em cũng hỏi rồi. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thôi. Bây giờ là em muốn một mẫu hình lý tưởng, một người chồng của em trong mơ ước như thế nào? Dạ là không lăng nhăng, trung thủy, dưới không gia trưởng. Không gia trưởng. Không hút thuốc. Bên kia hút thuốc con chút thôi. Bỏ thì sẽ bỏ được ha. Còn anh thì sao? Cái mong muốn anh có một người vợ sắp tới như thế nào nè? Dạ mong muốn của em là muốn có người vợ là biết lo làm ăn, biết thật thà. Ngoài ra em không đòi hỏi gì nữa trên. Biết chỉ cha mẹ anh em đồ này kia, biết tội lỗi, đừng làm chuyện thất đức là được. Em mong muốn yêu cầu nói thật lòng là được. Ừ, ví dụ như đi đây là đi lần kia, nói lần kia, chứ đi lần kia mà nói nọ là em không thích. Một là một, hai là hai, em thích là như vậy đó. Rồi, thôi, mở rào. Đó, bây giờ nãy giờ hai bên nói chuyện qua cái hàng rào tình yêu rồi. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện luôn. Dạ, chào anh. Có hai cái áo đây. Dạ. Nhà gái tặng nhà trai gì vậy? Dạ em tặng cái ví á. Một người tặng áo, một người tặng ví, rất là ý nghĩa luôn rồi. Rồi về chỗ đi. Dạ dạ. Cảm nhận em đầu tiên gặp anh là nghĩ như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Nói chung là em nãy em có đề xuất là vấn đề hút thuốc đó, anh sẽ nếu mà tiến tới thì anh sẽ, như bây giờ là một gói một ngày, anh hút nửa gói thôi. Từ từ giảm chứ kêu cái thật sự mà bỏ đứt là anh bỏ không được. Dạ. Tại đôi khi công việc nó căng thẳng, mình hút thuốc cũng tạo cái chứ nhớ đôi khi nó cũng đỡ lắm. Công việc cụ thể của anh là gì anh? Làm bảo trì cơ khí, hàng tiện cắt đồ này kia. Dạ, làm công ty hư đồ nó mình đi tới nó mình làm. Dạ. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào nói cho nhau nghe đi. Anh thì sở thích anh nói chung là anh thích người thật thà, nói một hoặc hai hai vậy. Anh không sợ thì mấy người nói dối. Anh chỉ mong em ok thôi. Anh chỉ mong vậy thôi chứ ngoài ra anh không mong gì nữa hết. Bây giờ hai người chưa có con đó, nói nhau nghe đi. Sắp tới nếu mà đến với nhau được thì mình mong có con trai hay con gái gì đó. Theo ý anh thì trai gái gì cũng được, con là con rồi. Còn em thì em không có nghĩ về sanh em bé nữa. Tại em nghĩ mình sanh bé ra thì mình phải có bổn phận trách nhiệm lo cho bé. Mà mình thấy mình cũng tuổi cũng lớn rồi, mình chắc có không có thể nào sanh em bé ra rồi mình không lo cho nó cũng tội lắm. Đúng rồi, thì cái đó tùy khuyết điểm bên vấn đề bên vợ thôi chứ là đàn ông đâu sanh được đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà vậy đó, bây giờ vậy thì anh có đồng ý chịu vậy chứ sao giờ chị Lan? Dạ. Nói chung em cũng không đòi hỏi gì. Mình trao đổi với nhau vậy, bây giờ mình đến gần nhau chút xíu đi. Con trai, đứng lên. Đó. Đó, bây giờ nắm tay bạn gái đi. Hả? Không có, mình không có bắt tay đối tác đâu. Nè, mình nắm tay vậy. Đó. Dạ. Nắm tay bạn gái thấy sao? Thấy bạn gái rất hạnh diện. Rất hạnh diện hả? Dạ. Nói với sung sướng. Nói với bạn gái đi. Dạ. Bạn gái kêu em nha. Nãy giờ nói chuyện thì thấy bạn gái hợp với mình không, nói cho bạn gái biết đi. Được, thấy cũng nói chung thì cũng hợp tâm. Nói thôi em cho anh cơ hội gì đó. Anh hứa gì đi. Cho anh cơ hội để thứ bảy chủ nhật thì anh chạy về dưới anh thăm em rồi anh chạy về làm trở lại. Dạ. Đó thấy chưa. Cảm ơn em. Mình hát bài em tặng bạn gái. Xin yêu hơn ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em. Ôi anh phục quá nhiều. Anh làm em hụt hẫng thiệt luôn á. Mới gặp có chút xíu mà ngàn lần xin lỗi em. Cái xin lỗi trước hay gì á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Thật ra chúng ta lớn rồi, chúng ta đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình ha. Chúng tôi cố gắng kết nối để hai người hiểu nhau trong cái khoảng thời gian có thể. Rồi nãy giờ người nhà góp ý gì đó. Bây giờ nếu mình thích á thì mình cho cơ hội mình bấm luôn. Còn mình không thích thì khỏi bấm để mất lòng nhau. Phải đưa ra quyết định chính xác nha. Yeah. Rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nhà gái có bấm không ạ? Có. Ừ.
bắt đầu từ ngày hôm nay, trước chứng kiến của khán giả truyền hình, của đại diện gia đình, mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Một nụ hôn đầu tiên. Em cho anh, em gái cho anh hùng chị, em thông cảm cho anh hùng gái nha. Gì đâu thông cảm. Dễ tiếp xúc nhưng bình thường thì có thể rất là khó gần. Quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ. Còn không có quen là khó gần luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy sao hồi bà mối bà đi qua bên kia bà tiếp xúc trời. Em muốn tìm có một người có công việc ổn định, sự nghiệp ổn định. Tại vì em không có muốn kiểu mà sau này hai người mà về chung lúc nào phải cãi nhau về vấn đề tiền bạc á. À, em cãi thôi. Từng cãi lần quen rồi. Đây ta quen 6 năm không có cãi, cãi lần chia tay luôn. Chung em cần người phụ nữ thật lòng và chung thủy. Thật lòng chung thủy. Cái này làm được. Xin mời nhà gái. Chào em, mời ngồi. Mời bạn trai. À, ngồi đi em trai. Mời bạn gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em là Thùy Dung. Em năm nay 27 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp. Và hiện tại công việc của em đang là thu ngân ở điện máy Chợ Lớn. Điện máy Chợ Lớn ở Sài Gòn hay là ở đâu? Ở Đồng Tháp luôn. À, là em từ Đồng Tháp em lên đây em ghi hình chương trình hả? Dạ đúng rồi. Wow, cảm ơn em. Thùy Dung ở Đồng Tháp. Là ở huyện nào Thùy Dung? Dạ, em ở thành phố Hồng Ngự ạ. Thành phố Hồng Ngự luôn. Hồng Ngự mang tên em. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan với cô chú anh chị với chương trình. Em tên Huỳnh Vĩnh Thuận, năm nay 28 tuổi, đến từ Cà Mau ạ. Cà Mau hả? Dạ. Là làm ở đâu Thuận? Dạ, em đang làm ở Tây Ninh ạ. Thuận làm gì? Dạ, buôn bán giày dép. Buôn bán giày dép? Dạ. Bên kia buôn bán hàng điện máy. À, nhưng mà nhà gái cho tôi biết ưu điểm, khuyết điểm nha. À, ưu điểm của em à, chắc là em người rất là vui vẻ. Ừ. À, em rất là dễ tiếp xúc với mọi người. Đôi khi cũng hơi cọc tính, chắc là đó là khuyết điểm của em thôi. Vui vẻ mà cọc tính nữa. Bình thường thì thấy vui vẻ nhưng mà đừng có nhây quá sẽ dễ cọc tính. Đang vui thôi, đừng vui quá, ý vẻ. À, cọc và quạo có quýnh ai không? À, quýnh, quýnh thì chắc em không nhớ quýnh rồi, em không bị nhé. Quạo lên làm gì, cọc lên làm gì Dung? Ừ, em sẽ nói ngang xíu hoặc là em sẽ không nói chuyện nữa. Nói nặng không? Không, em sẽ không có nói nặng đâu, em cũng không chữ thề này kia các kiểu. Trời ơi. Cô gái bên đây không có chữ thề nha. Rồi, vậy thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Mời em trai. Dạ, em thì cũng vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp xúc nhưng bình thường thì có thể rất là khó gần. Khó gần hả? Dạ, ví dụ như quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ. Còn không có quen là khó gần luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy sao hồi bà mối bà đi qua bên kia bà tiếp xúc trời. Giờ mình dễ gần chút xíu đi cho tôi đi qua nè. Dạ, ví dụ quen rồi thì nói chuyện rất vui vẻ, hòa đồng lắm. Rồi, vậy là cố gắng quen nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi cô gái. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình mà quen chính thức chắc là có một mối tình. Còn lúc trước thì có quen một bạn thì một tháng chỉ là tìm hiểu chơi thôi. Nhưng mà mối tình sau của em chắc là 3-4 năm. Nhưng mà do hai đứa không có hợp nhau hay cãi nhiều á nên là chia tay. Tháng cãi nhau mấy lần? Tuần nào cũng cãi, sau của em chắc là 3-4 năm. Rồi. Tuần nào cũng cãi chứ hả? Trời ơi, căng quá nha. Quá trời căng luôn. Rồi Thuận sao? Dạ em cũng có một mối tình 6 năm. 6 năm? Dạ. Tuần nào cũng cãi không? Dạ không có cãi, nói chung em chia tay trong vui vẻ chứ không có cãi. Trời ơi, chia tay mà trong vui vẻ nữa. Vui vẻ quá sao chia tay vậy trời? Dạ tại nói chung người họ nặng bên gia đình quá. Họ muốn lo cho đầy đủ gia đình hết. Rồi mấy tính tới chuyện tình cảm là họ không có cân đối được gia đình với tình cảm á. Thì giờ để người ta lo xong đi. Dạ em cũng nói là em có thể lo phụ nhưng họ không chịu. Không chịu? Dạ. Họ chỉ lo mình thôi. Họ lo mình thôi. Nói chung nói em cũng nói là ví dụ như em cứ một mình vậy là anh không thể nào chấp nhận được. Nên thôi mình kết thúc. Cũng 3 năm. 3 năm nay có quen được? Dạ cũng có nhưng mà dạng như tìm hiểu xong là trong cái mức tìm hiểu thôi. À mức tìm hiểu hả? Không hợp nên thôi. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi, quá khứ các bạn đã đóng lại rồi ha. Bây giờ là bạn gái cho chị Lan biết là cái hình mẫu lý tưởng của em về một người bạn trai nó là như thế nào nè. Đúng rồi. Em muốn tìm có một người có công việc ổn định, sự nghiệp ổn định. Bên đây ổn định rồi đó. Còn gì nữa? Tại vì em không có muốn kiểu mà sau này hai người mà về chung lúc nào sẽ cãi nhau về vấn đề tiền bạc á. Tại em cãi thôi. Từng cãi lần quen rồi. Đây ta quen 6 năm không có cãi, cãi lần chia tay luôn. Với lại bạn đó hiền. Mà không biết bạn nam bên kia có nhậu nhiều không nhỉ? Dạ ít nhậu lắm. À tại vì em không biết nhậu nha, em không biết nhậu luôn á. Người nào quen thân dữ lắm mới nhậu, còn không là không nhậu luôn. Cái năm không nhậu. Để đi qua làm quen rủ nhậu coi. Mời ông Mai dạ, qua bên đây. Chào nhà trai. Trời ơi, nhà trai dễ thương lắm nha nhà gái ơi. Nhà gái cũng dễ thương mà. À, nhỏ con dễ thương, nhí nhảnh, cười tươi. Không, nhìn mặt này là không phải là thích phải nhậu đâu. Nhậu. Đúng rồi. Ta đàng hoàng hiền lành. Nhà trai tôi lúc nào cũng dễ thương đàng hoàng hết trơn. Nhìn cái đầu uy tín lắm. Cái lại một người là hướng về gia đình á. Lúc nào cũng như là suy nghĩ cho gia đình là đầu tiên, ưu tiên cho gia đình là trên hết á. Đây, chàng trai này thì đầy đủ yếu tố đó luôn nha. Coi như ta muốn phụ luôn á, mà người khác không cho phụ luôn á.
Rồi, ghét cái gì nhất mà đàn ông nè? Em ghét đàn ông vũ phu, nói xấu phụ nữ, nói chuyện cọc. Sao em cọc được mà không cho ta cọc? Em cũng sợ, bởi nhiều khi em mà cọc lên là em sẽ im lặng, em sợ em không chịu không được, nên là thường sẽ im lặng. Đó, đó, thành ra là mình phải sửa cái cọc của mình. Rồi bây giờ chàng trai nè, những cái yêu cầu của nhà gái đưa ra em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ đáp ứng được hết rồi. Được hết luôn? Dạ đáp ứng được hết luôn nha. Hồi nhớ kiểm tra nha, hồi nói có sách nó có chứng chứ rồi đấy. Hồi nữa người ta kiểm tra nha. Dạ. Tôi không có binh được đâu nghe. Cái khúc này tôi hỏi kỹ để tôi còn binh được nè. Rồi bây giờ nhu cầu của em sao? Nói chung em cần người phụ nữ hiền lành vui vẻ thôi. Vui chắc vui đó. Dạ đặc biệt là cần phải thật lòng và trung thủy. Thật lòng trung thủy. Cái này làm được. Làm được đúng không? Hai đứa này nói chung là hai đứa này cũng hợp. Dễ thương. À, hiền lành dễ thương. Nói chung là cô gái này cũng xinh xắn, năng động nha. Em hơi hiền đó chứ bên đây là hơi năng động đó. Bây giờ mình hỏi gia đình đi, em đi với ai? Dạ em đi với chị ba em. Chị ba. Dạ. Chào chị ba. Chào chị ba. Dạ, chào chú Ngọc Linh với chào chị Ngọc Lan. Dạ em là chị của Thuận. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột. À. Dạ em thấy bà em gái bên đây cũng dễ thương, cũng có lành lắm. Lành á. Dạ. Ở này được rồi, đừng lành dạ, quá. Dạ cái này là được rồi. Dạ mong hai em bấm nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm ha. Ừ, thấy được rồi ha. Dạ được. Nói gì với em trai đi. Em trai có bấm không? Thì em bấm thì em bé bên đây cũng dễ thương lắm. Mình mốt có gì chị hỗ trợ nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi mình hỏi nhà gái nè. Gia đình gì ai? Dạ em đi với hai dì với lại mẹ. À có mẹ nữa hả? Được rồi. Chào đại diện nhà gái à. Rồi giờ mẹ nói trước đi. À, xem coi chàng rể tương lai này hợp với mình không? Chú Hoàng Linh và cô Ngọc Lan. Trước hết thì bác lên đây để ủng hộ cho cái Dung. À, thấy cháu bên đây cũng được. Được không? Cũng trông cho hai cháu đưa cho nhau cơ hội để bấm nút để tìm hiểu thêm. Dạ, nhưng thấy được là đường sau nè. Rể tương lai là đường sau nè. Hả? Thấy cũng hiền. Hiền hả? Nhà mình có mấy cô con gái? À, bốn. Bốn luôn hả? Cô này cô thứ mấy? Thứ ba. Vậy hai cô kia có chưa? Thì ta có chồng hết cô rồi, còn này cô thứ ba, còn hai cô út nữa. Chưa có chồng nữa? Chưa, ta đang đi học. À, vậy là lần lượt lên đây hết luôn nha. Trên đây là chương trình uy tín lắm à. Giờ mình được rồi, năm nay mình cưới luôn được không cô? Được, nếu hợp được thì cưới giờ nào cũng được hết. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai nhỏ gặp mặt được đi nha. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thuận. Thuận với Dung nha. Bước tới đi Thuận. Chào em. Rồi đó món quà tặng em. Món quà tặng. Mình khui quà thử coi quà đó quà gì nè. Dạ. Cái cà vạt đẹp. Mình thắt luôn cho chàng trai đi để coi coi là đi đây, đưa đây, đưa bó bông đây, người ta tạo điều kiện cho gần nhau nè. Em không biết thắt không ạ. Cái chồng vô đại đi. Ướm ướm vô coi làm sao. Em không biết làm luôn. Nó cột đại vô. Ý nghĩa là cọp nó vô từ đây luôn đó. Cọp nó vô từ đây luôn đó. Em không biết cột. Thắt anh bằng cà vạt. Được không đâu. Em không biết thắt dạ, đẹp nha. Hợp lý ha. Dạ. Hợp lý không quý vị? À. Ồ, hai bạn này đẹp đôi thôi. Hai đứa về ghế ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên hai đứa gặp mặt đó thấy sao? Em cũng dễ thương với cá tính, nghe nói chuyện cá tính. Dạ, đúng rồi. Nên em như quan điểm trong tình yêu của em là gì? Em cần một người là trung thủy. Dạ. Yêu thương gia đình. Đúng. Chúng anh là người của gia đình và của xã hội luôn. Và anh có thể được làm hết tất cả các nội trợ trong nhà và anh có thể kiếm tiền ngoài luôn cũng được. Nói chung anh làm được từ ngoài vào trong luôn. Dạ. Thương gia đình. Nếu mà em với anh mà muốn mà tìm hiểu thì mình sẽ gặp nhau như thế nào? Anh sẽ về quê em đúng không? Đúng, nếu em chỉ cần nói em cần anh xuống là anh xuống liền. Anh nhắm thì một tuần anh về được bao lần? Nếu một tuần có thể về được hai lần cũng được. Tại vì em chạy xe từ đây tới Đồng Tháp thì cũng gần. Anh có đi về Hồng Ngự lần nào chưa? Cũng có đi ngang thôi chứ cũng chưa đi tới đó chơi lần nào, nhưng đi ngang thì có. Về Cà Mau mà đi đường đó xong đi thẳng xuống Cà Mau luôn. Chở bạn gái đi về Cà Mau thăm nhà luôn. Dạ cũng tiện đường luôn. Đi qua Tràm Chim đó. Dạ. Nói chung là Đồng Tháp có nhiều chỗ để chơi và hẹn hò lắm các bạn ơi. Sa Đéc nè, vườn hoa nè, làng hoa nè, rồi hồ sen nè, đủ thứ. Rồi bây giờ hướng tương lai đi, giờ em trai hỏi coi em Dung khoảng chừng nào cho anh bước tới. Dạ. Với thì nếu em hai mình tìm hiểu được thì em tính khoảng bao lâu thì có thể cưới được? Nếu mà cảm thấy hợp thì đúng khoảng khắc thì cưới thôi, lúc nào cũng được. À. Nếu mà cưới thì mình ở Tây Ninh hả? Trước mắt thì nếu làm ăn thì mình chọn những cái nơi nào mà làm ăn tốt thì mình ở. Còn dù ở hai bên gia đình thì có thể qua lại bình thường. Nói chung cũng không có bắt buộc là phải ở đâu hết. Đúng rồi đó, nó nói đúng đó. Quan trọng làm phát triển kinh tế đầu tốt thì cứ làm, kiếm tiền trước rồi đã. Rồi ở đâu tính sao. Dạ. Giờ bước tới nè, xích lên, đứng lên. Bây giờ nè đó,
Vô tay đây nào. Hai đứa rất là hợp nhau nha, đẹp đôi đó. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng mắt nhau đi. Đó, nhìn sâu vô đáy mắt sao. Không biết bạn nữ thấy em thế nào? Xíu biết. Hát bài tặng Dung nghe đi. Dạ. Em xin hát cái bài Nụ Hồng Mong Manh này. Em đem trao cho anh nụ hồng. Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Anh nâng niu đêm hoa về giữ. Trong lòng mong và hồng phai sắc hương. Dạ hết ạ. Dung hát lại đi. Em không biết hát. Giờ nắm tay đi. Bây giờ đó, Dung thấy con người này thế nào? Nói cho nấy biết đi. Thấy bạn cũng được đó, nhưng mà nếu quen thì nhộm lại đầu nha. Không, đầu tóc anh không quan trọng. Cắt sao cũng được. Tại lên chương trình tính nhộm lại cho nó ấy. Nè em không thích thì thôi. Không ấy làm vậy luôn nè. Làm vậy không? Chị Lan làm cho. Tóc đó hôm qua chị Lan làm. Dạ. Thường thấy Dung sao? Nhà trai là quá chiều luôn đó. Rung động chưa? Dạ, Dung hết người luôn. Hết người luôn hả? Ta là nhắc luôn anh. Bây giờ hứa Dung gì đi. À, nếu mà em đồng ý á thì nếu mà anh làm ở ngoài thì về nhà anh có thời gian rảnh là chắc ăn là anh sẽ phụ em làm tất cả, như ba mẹ anh rất dễ này, chứ không có em buộc làm gì đâu. Thì em thôi, muốn làm thì làm mà ấy thì anh phụ không sao hết. Yeah. Nếu mà hai đứa tính nhau mà có bé thì những việc chăm sóc bé thì anh có thể phụ em hết, không có tề nà đâu. Anh rất mong điều này. Tôi là tôi thấy nhà trai là muốn vợ lắm rồi. Được rồi đó, rồi thôi đi chỗ đi. Rồi, hai bạn để tay vào nút bấm đi nào. Các bạn bây giờ nhiệm vụ là phải suy nghĩ lại về tất cả những cái cảm xúc vừa rồi chúng ta đã trao cho nhau. Những cái lời nói chúng ta đã nói với nhau, liệu rằng đó có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không, và có phù hợp với mình hay không. Thì chúng ta sẽ bấm nút hay không bấm nút, rất là tùy vào quyền của các bạn nhé. Chị Lan sẽ đếm và các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. Trước khi nhà gái quyết định, nhà trai có đôi lời tâm sự. Dạ thưa bà mối, chào cô dâu tương lai. Nhà trai tôi hiền lành, nhút nhát, nhưng mà chân thành lắm. Nhà trai tôi yêu thương hết mực luôn. Nhà trai tôi sự nghiệp cũng ổn định. Nhà trai tôi sẵn sàng lo cái công việc gia đình, chăm sóc vợ con. Nhà trai tôi hứa không đi ra ngoài nhiều. Nhà trai tôi nói là làm, nói cho nhà gái biết vậy. Còn quyết định hay không, tùy nhà gái, chứ nhà trai tôi bấm đó. Tôi là tôi cũng thích lắm nha, nhưng mà tôi không biết là cô dâu tương lai làm sao thì tôi không quyết định được. Rồi. 1 2 3 bấm. Nhà trai tôi đã bấm. Chị thấy em hơi do dự một chút xíu. Tôi Dung bấm chậm làm nhà trai tôi rung quá. Em suy nghĩ điều gì vậy Dung? Lo lắng điều gì vậy? Tại vì em thấy em không biết làm xa như vậy về có tìm hiểu dễ không? À, em cứ yên tâm, anh tại từ đây xuống Cà Mau tháng 4 lần chạy hoài mà. Thấy chưa? Cà Mau, Đồng Tháp. Còn dạ, đi vậy Đồng Tháp có nghĩa gì đâu. Rồi chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đẹp đôi lắm. Xin phép bác đi. Dạ xin bác đi gì con. Nắm tay Dung. Cái gì kỳ? Tìm hiểu làm quen. Cho con tìm hiểu làm quen Dung. Con hứa với bác với mấy dì sao đó. Sẽ về thăm nhà thường. Bác với hai dì là con sẽ chăm sóc Dung như con chăm sóc cho mẹ với con vậy đó. Trời ơi. Bạn này rất là chân thành ạ. À, xin phép bác cho. Bác con không Dung nha bác. Bỏ thấy chưa? Trời á, không nghe không tay vậy. Bác cho phép. Bác cho phép rồi. Đó. Nên thì cũng đẹp trai là em tưởng tượng không ha. Thằng nào luôn à? Thằng nào đứa thằng nào luôn à? Em vừa mới được gọi rồi, đâu mà chứ. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em ở quận 4, tại em cũng làm ở quận 4 ạ. Em ở đâu vậy? Dạ, em ở với một chị đồng nghiệp của em. Là em làm ở đó rồi, ở đó luôn? Dạ, từ nhà tới công ty thì khoảng 5 phút ạ. 5 phút? Dạ. Ở gần thì khỏe không? Dạ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Hẹn hò mà chị hỏi chạy qua kia là sao vậy? Dạ. Em anh thì dạo này bán cũng hơi ế nên cũng khá đẳng. Bây giờ mà khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh làm chạy qua. Dạ. 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 Bên mảng nói gì tính á? Con tên là gì? Dạ con tên là Châu. Gì Châu không? Dạ Huỳnh Lan Lập Châu.
Quỳnh Văn Ngọc Châu. Dạ. Quỳnh Văn Ngọc Châu, nghe chữ Ngọc vô thấy nó giống gái mà. Nghe chữ Ngọc hả? Dạ. Ngọc Châu. Quỳnh Văn Ngọc Châu, mình đi Ngọc Lan á. Ngọc Châu Ngọc Lan hả? Dạ. Mình kinh doanh online là ngày nào mình cũng bán hàng trên mạng đó hả? Dạ đúng rồi đó. À. Rồi, mày là gái. Dạ, xin chào mọi người, xin chào, chúc mừng lên là chị Ngọc Lan. Nhỏ quá, nhà gái nó lớn rồi cho nhà ta nghe luôn đi. Dạ, xin chào mọi người, xin chào, chúc mừng lên là chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. À, em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hoàng My, 29 tuổi, sống ở Vĩnh Long và làm công nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là quận mấy chứ? Dạ, em đang làm ở quận 4 ạ. Quận 4 hả? Dạ. Ngọc Trời. Thôi, 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 ông người lớn đó, rồi thằng vô tâm rồi. Phải nói là đàng hoàng nè, với người ta là bên người ta cũng mình được. Có cái mở ra là phải khai thác mạnh mẽ vô đó. Ủa rồi, cái tâm này có gì là mở gì đó. Vậy mình vô tâm mình phải vô nghĩa. Không phải mình vô tâm á. Mình vô thích được. Nói chung là cái đó mình bỏ. Không ai có thể vô tâm giúp người đối diện được hết. Ngay cả người ngoài cũng vậy. Một người tiếp xúc đầu tiên, mình cũng nên nổi bị chào đón. Mình thấy không ai, gặp ta mà mặt bơ bơ, mình vô tâm, mình phải ghét mình. Đúng không? Chú cần đi đâu thì quên lên nè. Nhà này chú mặc áo nổi mới các bạn. Các bạn, bây giờ là các bạn sẽ có những cái giây phút đó, suy nghĩ lại về những cảm giác vừa rồi, về những cái lời nói của đối phương. Chúng ta có phù hợp hay không? Rồi cái cảm giác khi mà chạm tay nhau, nó có thực sự là của chúng ta hay không? Thì các bạn sẽ suy nghĩ thật là chính chắn. Và chúng ta bấm nút nha. Các bạn sẽ bấm nút, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đến chị Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Là chính thức là hai trẻ đang hẹn hò với nhau. À, người lớn mỗi bên sẽ hỗ trợ cho đôi trẻ tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt để về chung một nhà với nhau nha. Cảm giác câu thì giờ thế nào? Dạ em cũng rất là vui. Rất vui, nói gì với ba mẹ đi. Dạ, nói chung là bao nhiêu mối tình rồi? À, dạ có hai, một cái là do là mối tình đầu hồi học cấp ba thì em còn nhớ thôi, chứ còn thật ra thì lâu dài thì mối tình thứ hai nó làm cái này cũng 4-5 năm, do bạn ấy còn nhỏ, bạn ấy nhỏ hơn em tới 5 tuổi rồi chưa muốn cái này 4-5 năm là em 24 tuổi mà bạn nó nhỏ hơn em 4 tuổi, lúc đó bạn nó 20 tuổi. Đúng rồi, vậy em quê nó còn đi học hả? Thật ra lúc đó là 20 như là học đại học. Đúng rồi, đúng rồi. À, rồi sao chia tay? Bạn đó còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi, thì còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình, thì là em cảm thấy cái mối quan hệ nó không có kết quả nên thôi. Nhưng mà chị hỏi cái này nó hơi cá nhân chút xíu, chị thấy em rất là đẹp trai nha, mắt mũi miệng đều rất là đẹp, hài hòa và body cũng đẹp, nó bị tại sao mà em không tận dụng? Còn đua một tăng ha. À cảm ơn rồi. Đó là rất nhiều. Dạ, không sao đâu má. Ờ, thấy nó hiền dễ thương không? Được rồi, ngồi xuống đi. Từ từ về là nếu mà được cái là làm dâu nhà này tốt á, cô chú nó phúc hậu liền từ luôn á. Có hai căn nhà đỡ không? Phải lo đỡ, đó là tương lai, nhưng mà mình phải phấn đấu chứ phải dựa vô cái căn nhà đó. Dạ. Tương lai nha, giờ chưa biết nói gì hết. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ, con đi với bạn Duy Nhiên, chị Khang. Bạn hả? Dạ, chào trai. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả đây. Và em xin giới thiệu anh là Lan, là bạn của Hằng My. Thì anh chơi với Ly cũng từ lâu, từ khi mà Ly mới lên Sài Gòn rồi thì anh em cũng thân với nhau rồi. Thì qua cái chương trình hôm nay thì em cũng xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật và bán vô tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối với sự thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cơ sở khác. Cái nào á, tại vì em vẫn hay tại vì mình cũng đi với nó cũng nhiều, có hai đứa rồi, với lại đi du lịch rồi đây rồi. Hai cái nhà của bạn đi. Còn ừ. Làm đường thì ý là nói cô mình dung gì. Đó là tại sao khoảng chừng 20 phút tới 25 phút là tới nhà của mình. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhà của vậy là chuyện nhà của tương lai đó. Mày bây giờ cho chị hỏi nè. Hồi nãy em có hỏi bạn Nam á là nếu như mà lỡ em tình á, rồi bạn Nam có vô tâm mà bỏ em hay không, thì có phải là do quá khứ em gặp một cái chuyện tương tự vậy không? Dạ. Bây giờ mình làm rõ vấn đề này đi nha. Không, bạn nói là không. Dạ,
đâu rồi mà. Thì thôi. Thiệt. Chứ thì... Anh chỉ có quanh ngày thôi, tại vì ông có để ngày tháng thôi. Chứ là con gái nó bệnh làm thấy... Chị nói em lo được. Có lý bệnh thảm hải nha không? Dạ. Nói chung bên nội đâu, thấy thì Ngọc Châu cũng đứng bước gì đó đâu. Vấn đề là do làm việc quá là quên thôi, cho mấy cô tâm rồi không? Thì hai đứa nói cho nhau nghe, ví dụ giờ mình tiến ra hôn nhân nè, mình qua chuyện về con trai con gái thế nào? Rồi sao mà xuôi tương lai giao lưu với nhau nha, cha mày nha. Dạ. Sao mày lấy điện thoại gửi cho con chú giao lưu với con chú đi kia. Mình về năm đi rồi hả? Dạ. Mình luôn ngày mai vẫn tuần sau đi luôn, đi xuống thăm vườn cây ăn trái của Vĩnh Long tâm mình. Dạ. Thì cái đó là tuần sau rồi, nói chung là qua tặng bữa hải cá mà nó hợp tới thì nó chung nó hợp tâm hợp ý này á. Thì chuyện đó mình hỏi lại vậy thôi, nó cũng dễ thôi, tại vì cha mẹ nào không thương yêu con đúng không? Con nó hạnh phúc là cha mẹ lắm thôi. Dạ. Mà thôi thì tao cũng thay mặt xin cảm ơn chương trình hẹn hò, bạn muốn hẹn hò và cảm ơn MC Quỳnh Linh lần nữa và MC Diễn viên điện ảnh Ngọc Lan và nói chung là cũng đến chương trình này để gia đình tôi cũng được tham gia buổi hôm nay là rất hân hạnh, chúng tôi rất hân hạnh, xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Đây là hai đứa, đây là sản phẩm hóa mỹ phẩm, nước rửa chén, nước rửa tay, nước ra sàn, nước giặt xả, như là nắm kính. Ồ, vô tâm là mệt đấy nha. Cái vô tâm đó là không được đâu, phải cắt một liền tức cắt luôn. Đấy mới là yếu nhất của đàn ông luôn á, mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nắm kính làm sao? Nắm kính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ hai mà hay cầm làm á, là con bực mình con không muốn nói chuyện. Lại không? Không. Quýnh lại không? Mình làm con nắm thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được. Im lặng tốt, thì tôi nắm cái chửi à. Chứ đã vô tâm rồi mà còn nắm kính hay quýnh nữa là mệt lắm. Thôi, như vậy thôi hả nha, thì tôi thấy cái đó là quan trọng nhất. Nói chuyện nào tôi kêu nó là to luôn. Thôi, mình có gì em gái bên này đi, ưu điểm của mình là gì cưng? À, dạ em hai đầu nói mọi người, em thích nấu ăn. À, với lại là em cũng thích trao đổi nói chuyện, quan tâm chia sẻ với mọi người. Dạ, còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu là em hay mất ướt. Hay mất ướt hả? Dạ. Thì vậy em có cái nhược điểm là nó nhỏ, nên nó nhỏ quá, sao bên kia không nghe. Dạ, nó được đặt hai MC. Nên là tặng nhất cho lão già của mình, tôi tình hình thân. Một tài không cùng hình luôn. Con thấy chị Lan là cũng giảm nhiều ra. Chị để nói là như là mẹ của Ngọc Trai, còn đây là ba Ngọc Trai. Nhưng mà có là Ngọc Trai thì nói vậy thôi, chứ tôi nói là tấm giữa Ngọc Trai nữa nhà nó cũng buồn. Là nói chung là cũng không thích lá, không cà phê. Cũng không có nhận là tại vì mình lâu lâu có bạn bè nó đủ thôi. Này em bán đồ là tôi tính là em cũng chịu đây, tôi tính đồ này kia cho hỏi mau tắt máy đồ này kia thì em cũng ít máy. Nhưng mà tất cả là nói chung là cũng biết quan tâm gia đình lắm, thì nói đã thôi chứ còn cũng biết quan tâm gia đình. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ lắm, tại vì nhà có một lần là cao, còn hai anh chị là đi lấy hai người của chị gái và có gia đình lắm. Dạ. À, mấy em cần Trung Thủy à? Đi, em không ăn thức ăn, em lắm luôn à. Anh đâu có giống không Trung Thủy đâu đâu. Em nói vậy thôi. Không có ai rồi. Không có rồi. Dạ không, em không có ăn. Dạ không, anh là em chơi với ảnh thôi. Anh có đồ chứ? Dạ, ảnh nói chị ta đồ hả chị? Có nhỏ nhỏ hồi là mai rồi. Dạ. Cái bảo là có lẽ tôi rồi đó phải không? Dạ, có ăn. Dạ, con bác hỏi là con là gì? Chỉ cần nói như vậy thôi. Nó là ba mẹ, chú bà mẹ là nói như vậy đó, để hai cháu biết tại vì Hứa đi. Hứa đi, tao nói trước đi. Hứa đi. Ba mẹ em giả hả? Em hả? Hứa đi, chứ là mẹ không hứa sao đó. À, con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng nhìn đến cái hạnh phúc của mình. Dạ, nếu mà trời mình vui đánh cho ba mẹ. Giống như ba mẹ là tình yêu nhau. Dạ, không, cái này nếu mà hay có lai lộn thì để hai đứa tự giải quyết. Dạ. Thật ra thì đôi khi em cũng nên chia sẻ. Nhưng mà giống như được á, chia sẻ ở đây có người lớn. Dạ. Chia sẻ thì có thể ba mẹ ở cái góc nhìn của người lớn rộng hơn. Thì có thể cho lời khuyên cho tụi em nó tốt hơn. Dạ. Gia đình nó là cái sợi dây gắn kết rất là tốt, tụi em đừng quên điều đó. Anh em đi lòng lâu, nó hiền lắm bây giờ nè. Coi như với tâm mình á, mẹ và ba của mình đang xem. Nhìn nó thì người lớn nó ghiêng tiếng đi. Nói thưa bác. Chú Quỳnh Linh, chào khán giả và chào chị Ngọc Lan. Con năm nay là sinh năm 93. Dạ. Con sống ở Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online. Ba là nói chung đơn giản vậy thôi. Nãy giờ nghe bên kia người ta đưa ra cái tiêu chí thì mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng. Nhiều cái chỗ ba mẹ nói anh sữa nè. Bên kia tao không thích hút thuốc nè. Không có hút thuốc. À, rồi có nhậu không? Ít. Ít là. Xả dao. Xả dao là từng nhậu mấy lần? Chắc cuối tuần. Nhiều khi mấy tháng nhậu. À, vậy rồi đó. Mà thường nhậu mấy lần? Chắc là 4-5 lần. Em không có nhậu để mà xỉn. Em chỉ nhậu kề. Thôi luôn thôi. Nó bị tốt mà. Thì là nói chung nó lỡ mặt trâu á.
là mình thấy rằng là gần như là đã đúng được hết cái nhu cầu chị, chỉ có cái vô tâm mà cái này phải sửa bắt đầu từ ngày hôm nay luôn, nó sửa cũng lâu lắm á, thấy không? Để thay đổi cái đó nó cũng hơi lâu, mình bắt đầu thay đổi bây giờ vẫn còn kịp, mình còn trẻ mà ha, để qua coi nhà gái còn sao nha. Nhà gái mình phải dễ thương thôi thôi. Nhà gái được dễ thương, cười rất là tươi ha. Bây giờ trong cuộc nói chuyện mình thấy mày thế nào, rồi mình phải hát tặng bây giờ bài nào đó, cũng đọc như đâu. Nhìn dữ vậy? Chào bạn Tân à. Dạ. Nãy giờ thì anh thấy anh cũng gọi là giống cái suy nghĩ của anh á, nó cũng bánh đòn. Là cái vấn đề đó, chị em là anh thích vậy. Mất ớt vừa ha, đừng mất nhiều quá, cũng hơi đau đầu. Sao anh chứng vậy hả? Dạ. Anh đồng ý. Thì nói cảm ơn các bạn tất cả. Rồi cảm ơn các bạn Ngọc Lan. Dạ là tối mà chú. Hả? Tại vì chương trình đó gấp quá, tối mà đồng ra đi. Nói cái gì mà nhắc lại em bấm nút gì đó. Chưa nghĩ cho vụ em bấm nút gì nha. Mày nói gì? Em nói là, nó là thì nó chưa có được chỉnh chu. Chỉnh chu. Nó là bấm nút thì em sẽ đợi đầu sau. À ok ok. Anh cảm nhận gì em đó nha. Em thì anh thấy em khá là hiền. Với lại nhìn thì giống như bánh bèo. Dạ em cũng khá bánh bèo hiền. Thì anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại vậy. Dạ. Anh bèo giỏi ăn chú hả? Còn em cảm ơn anh hả? Em thấy anh 29 tuổi, Hoàng My cũng 29 tuổi là coi như đồng màu đồng chất luôn rồi đó. Dạ. Tôi có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi không? Dạ, ưu điểm của con là chắc là lớn rồi nè. Ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Vì về có tiền là tao làm được. Dạ. 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 Nói chơi. Anh nói chơi. Anh thì nói chung là gia đình mà muốn bền lâu thì phải từ hai phía vun đắp lên thì nó mới tấm thì nó mới bền được. Thì chỉ cần anh cảm thấy là nếu như cả hai cùng vun đắp thì nó ấy, còn một người xây một người phá thì nó lại không thì nó sẽ không có bền lâu. Thì anh chỉ cần cái điều là chung thủy với nhau là được. Dạ. Anh thì em cũng kiểu là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì hai đứa cùng có thể là tính năng nóng thì cái lúc đó là anh em vợ thì em cũng sẽ để cho anh giữ cái tính năng nóng đó trước, để hai đứa sẵn lòng nói chuyện với nhau xem là sao ở đâu là hai đứa cùng khắc phục. Em muốn là cùng khắc phục chứ không phải là bỏ ra luôn. Thì ra thử mỗi ngày nó sẽ nhiều nhiều và nó không có đi được lâu hơn. Thì em muốn là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì hai đứa cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Cái lợi thế về ngoại hình của mình để mà em livestream em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn là em chỉ biết tình tay thôi. Cái đó thì nên chưa nghĩ tới, với lại anh cũng không nghĩ là anh sẽ live stream để bán hàng. Em live stream được, em live stream hơn 3 chiếc, em review về sản phẩm của em. Em 24 live stream mình đủ chịu đi, trời coi chứ trời đẹp trai ngày nào gì mà không live stream cũng quá à. Nghe là mặt hàng điện tử đúng không? Dạ. Mới cầm máy tính lên nè, máy tính này đẹp với tôi nè mọi người nè. Đẹp đại loại vậy. Vậy để mỗi lần có mẫu cho anh thì em liên hệ chị. Mình thấy bình thường á,
tận dụng cái ưu thế của mình chứ. Đúng ta chị làm đi. Bây giờ mình cứ show hàng không rồi. Cái nào có một cái hàng rồi thấy nó mua liền, còn giờ em có biết cái không bao giờ thấy hàng hết trơn. Những cái ngoại hình đó là nó là cái mà để thu hút khách hàng nữa, người ta coi là vì người ta thấy em đẹp trai sáng sủa, rồi người ta vô người ta coi là sau đó người ta muốn nghe về cái sản phẩm của em gì đó, nó đi vào lòng người hơn. Bây giờ mỗi ngày là tư vấn gì? Xuất hiện cái bài đó. Lấn ra tư vấn là gì hả? Thì lâu lâu bán hàng mới thì tử luôn hả? Thôi bây giờ tao nói gì mới tình muốn. Tao hàng con hàng nào cái mi, con hiểu gì đó. Nói đi. Chào hai bác. Chào hai bác. Nếu như hai bác có xem chương trình này thì con nói với hai bác là con muốn xin phép hai bác cho con được tìm hiểu My. Con hứa là sẽ không để My phải buồn hay là khóc nhiều giống nãy. Không bao giờ có khóc mình đã gì hai bác liền á. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc ha, cố gắng là đừng để cho người lớn buồn nha. Đây là món quà dành cho hai. Muốn trả lại lấy chồng sao hả? Dạ cái đó thì chắc là để xong cái này rồi mình lấy số điện thoại là cho mình bắt đấy. Dạ con đăng bài chứ con không có live stream. Đăng bài nữa. Bây giờ chúng ta bán cái này chết. Đăng bài nữa hả? Dạ. Mình làm online á, mình bán online đăng bài mình nói nữa. Dạ con nói thì con nói chuyện với khách hàng kiểu như nhắn tin thôi chứ cũng. Dạ đây cũng có nhưng mà không có nhìn mặt. Nhưng mà mình đăng bài như vậy là mấy cái campaign này của mình nghĩ ra hay là sao? Dạ đúng rồi chị. Như vậy là rõ ràng là mình cũng hoạt bát lắm á. Thì mình phải chọn rất là nhiều những cái campaign để mình bán hàng mà. Dạ. Mình phải lo tự tin lên. Không phải mình phải lên hoạt bát lên. Chủ động lên để cho tôi á. Dạ. Thôi. Còn có điểm cái tật xấu hay là điểm gì mà khuyết điểm của mình tự nhìn thấy không? Tật xấu của con thì nhiều quá chứ anh. Dạ. Cái mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm. Có chứ không? Mà chỉ có là mình có người con hay là con út thôi, sáng được ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ, ở đây là giàu đúng không con? Không, tại vì cái này tại vì là nó hay ra là cũng con. Ví dụ như lúc này á, ví dụ như nói cái gì thì nó ở với ba mẹ, thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở với em. Tại vì là cô cũng có hai con là cô thương, con gái là thích á. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc này giờ thì cái cãi con ở trong sau là thích ở với em thì cái từ ở với em. Tại vì là từ cái là nói mà con lại cho cháu ở. Nhưng mà ví dụ như là tại vì đi ấy cho đối với cô Tú á thì cô Tú lo cho ví dụ như ví dụ như là bây giờ thì cô Tú nói là con cá hay là nó tôm nó nước rồi vậy đó chứ còn nó nổi riêng thì tại lá nó cho vậy đó nổi con thì cũng vậy đó thì nổi 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 đó Thành phố Vĩnh Long cũng là năng luôn. Từ đây tới Thành phố Vĩnh Long là 80 cây số, cộng thêm được 20 cây số đó là 86 cây số. Tới Vĩnh Long, tới Cần Thơ là 20 cây nữa là. Tại đây xuống Cần Thơ là 20 cây nữa là. Cái là cái cá là cái cá là lấy dạo Vĩnh Long. Dạ. Tại vì là cái cá đi rất lâu dưới đó nên là nó là dạo đó là Vĩnh Long là tại nó hỏng biết rồi. Dạ. Cái nó nổi. À bên đó chắc là luôn cái con gái nhỏ nhẹ mà. Dạ. À. Bên đây là thích nước ướt nè. Lộn, bên đây là hay nước ướt nè. Bên kia nó chịu được không? Nước ướt lắm đó. Dạ được chưa? Em giải. Rồi vậy thì bây giờ mình thẳng về cái câu chuyện mình hay mất ướt thì mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ, mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Dạ, em chia tay cách đây khoảng 1 năm đó chị. Quen 4 năm rồi chia tay. Người ta cũng nói chuyện cũng lớn lắm vậy mới chia tay đúng không? Dạ, tại bạn đó thì tính gia trưởng đó chị, cho nên là... Bạn kia gia trưởng là em hay mất ướt. Dạ. Là mới hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi, thôi coi như là duyên nó chưa tới đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị một cái... cuộc tình mới được chưa? Dạ đấy. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi để chị nói cho bên kia biết luôn. Nói chung là em cũng dễ tính á chị. Ví dụ như em còn một hồi là nhìn bà con quê con ở đâu? Dạ nhìn bà con ở Vĩnh Long ạ. Đây con ở Vĩnh Long, đây con miền Tây ạ. Ở Vĩnh Long, dạ con ở chung với một cái chị làm nghề của con ạ. Dạ con ở chung cư ở Vĩnh Long ạ. Ở Vĩnh Long chị? Dạ con lên đây khoảng 5 năm rồi, gần 5 năm rồi con. Ừ. Dạ. Ở dưới quê là ba mẹ con ở quê hết hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ với anh con ở dưới quê, anh con thì lập gia đình rồi. À, con ở đây con ở là chỗ nào Vĩnh Long ấy là chỗ nào nhưng mà bác cũng biết con nó lấy là con lái xe là con ở chỗ nào mà bác cũng biết à. Dạ con ở Tân Bình nhưng mà nó giáp nhanh với mình thì nó cũng gần Cần Thơ đó, cách Cần Thơ khoảng 10 cây thôi. Dạ nó là bao giờ đến bao nhiêu, bao giờ đi về nó bao nhiêu tiếng đồng hồ đó? 1 trăm 85 gia đình con là thứ mấy gia đình? Dạ con út, nhà con chỉ có 2 niên hả? Nhưng mà nói chuyện hơi nhỏ chút xíu. Mà nhân phòng mình nói thằng hai con người nghe nó nhỏ lên rồi đúng không? Mình mốt về á, mai này lại chim. Mà nó lớn lên. Xinh gái rồi. Rất là xinh gái rồi nha. Tuổi là tươi đúng không? Giờ chừng nào lấy chồng được nè? Khoảng 5, 2 năm, 3 năm. Hay là chắc khoảng 2, 3 năm nữa. 2 hay là 3? 2 bằng 2 đúng không? Dạ 2, 2 năm. 2 đi nha, 2 cũng xuống đi. Nhưng mà yêu nhau gấp quá, mình khoảng 5 rưỡi thôi là được rồi. 2 chính là cũng tới rồi đó. Dạ. Lớn tuổi đẻ con khó lắm. 30 trở lên là đẻ con mệt rồi đó. Dạ. Thôi, là 30 là vừa, 30, 30 rưỡi là được rồi nha. Dạ. Rồi, bây giờ là mình
không thích đàn ông cái gì nhất, ghét nhất cái gì thật xấu của đàn ông? À, con thì con chỉ không thích đàn ông khác thôi. Vậy thôi hả? Vô tâm thích không? Không thích gia trưởng. Nói chung là bạn chưa có thể thay đổi được. Nói thôi chứ bạn nói gì thôi, bạn rất là hiền, tính tình hiền lắm. Hai đứa hiền với nhau là khỏe lắm, không có gây lộn. Nó kêu giận lần hồi im ru vào đầu luôn. Chỉ có cái vô tâm không thèm lo gì hết thôi. Mình tự lo thôi. Dạ, biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi. Chứ em cũng không có cần phải gì đẹp trai quá hay là dừng lại thì được tương đối rồi. Dạ, đúng rồi, mình tương đối là được. Biết quan tâm. Dạ, biết quan tâm. Vô tâm đó. Em chỉnh lại. Em chỉnh lại không? Dạ, được rồi, em chỉnh. Cái điều gì em không thích đàn ông? Em không thích đàn ông khác. Dạ, nên em không thích đàn ông nghe trưởng. Dạ, thôi chị. Bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe cái gì. Vô tâm từ lúc trước thôi, giờ ta thay đổi rồi. Mà hỏi thiệt là thích trai cao cao khoảng nhiêu có đúng thử không? Tại em hơi lùn á, cho nên là em thích con trai cao khoảng 1m7. Được, mấy bảy được. Em nghe kìa. Mất sờ lắm. Mắt được ngon lành. Ngon lành. Cao mà. Lâu tinh. Em nghe kìa. Em sửa. Em sửa ha. Cái đó chữa dễ mà chị. Ừ, cái đó không dễ đâu. Không dễ. Chữa đó khó lắm á. Nó là khó quen quen. Ba mẹ thấy được không? Bây giờ ba mẹ thấy được rồi đó. Dạ, từ ba mẹ em thấy được anh rồi. Nó là ví dụ như là tìm hiểu như là rồi hợp tình hợp lý, rồi ví dụ như cái gì cũng là ví dụ như yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, rồi đứa nào cũng vậy hết, mình ta cũng vậy, gái cũng vậy. Ví dụ như là cái gì á thì từ nói với nhau, ví dụ là mình có mình này kia kia nào, ví dụ nó giận hờn cái gì, ví dụ cái gì á thì nói sao sao. Cái ví dụ như ba mẹ đó thì tao cũng thấy rồi, ba mẹ là mấy chục năm nay nữa chứ bao giờ mà ba mà chưa là bằng tay bằng chân với mẹ mà có gì hết. Nói chung là sống mấy chục năm ba mẹ, cho nên là nếu mà hai tay nó mà đánh được với nhau á thì nói chung là hai tay lên sống cho nó bằng thắng. Cái này cũng đó bằng thắng mẹ yêu thương là nói chung là hạnh phúc của ba mẹ đúng không? Ba mẹ không cần báo hiếu vậy, chỉ cần là con hạnh phúc là ba mẹ là rất là được rồi ha. Dạ. Rồi. Hỏi vị trí bên đây sao là để tôi nhà gái tôi có phù hợp không? Dạ, vị trí bên đây thì đơn giản lắm, biết cánh trên nhường dưới. Chắc là bây giờ thích bay điện lạnh. Cô Mỹ. Chị vậy hả? Không làm gì. Vậy thôi, thích gái xăm mình không? Xăm ít thì được. Xăm ít thì được đúng không? Dạ. Xăm ít thì được, tôi nói xăm xinh. Quan trọng là cái tiền ta có xăm hay không, ta hỏi chứ cái tâm hồn ta có xăm hay không thôi. Xăm là chuyện bình thường, có xu hướng thời đại. Mai giờ xăm đi Ngọc Lan đây hay gì, còn đặt cái tuổi cho đi để Ngọc Lan không. Có bài chắc rồi chứ mày. Dạ, tại vì anh của em á thì anh là nó tính thì anh của em cũng đang sửa điện thoại với đó điện thoại. Thì ở dưới anh cũng là mấy cái mạng này. Dạ. Em hiểu cái này. Chứ. Đây. Anh vô tâm thì anh vô tâm như thế nào, ví dụ như người yêu anh bệnh thì anh cần bỏ người yêu anh đi. Cái đó thì không. Ví dụ như là anh ví dụ con này lãi lọc gì đó mà anh quên đi rồi. Sao lại thế nha, cái lời trước đây thôi. Dạ, dạ cái đó không sao, em mới quan trọng cái vấn đề lẽ này chứ, tại vì bình thường em cũng nghĩ nó nói nhau chút cho bà con là được rồi, em không có quan trọng cái vấn đề. Dạ. Cái mà anh quên là anh không tức luôn á. Không sao em á, đừng có em á. Để em nói lại này. Ti là sao bông giặt, sao bông lao, sao bông rửa tay của Quỳnh Linh sản xuất luôn. Này tặng xài hết rồi, ba má mua ủng hộ Quỳnh Linh. Và đây là sản phẩm của Coffee First có hủ tiếu, một sản phẩm giúp cho món ăn thơm ngon tràn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Sao nữa nha? Nhiều lắm. Xin trước hết xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan, và chào tất cả trường quay hôm nay, chương trình của bạn Nguyễn Hà. Thì trước hết thì tôi xin chúc sức khỏe cả trường quay hôm nay và chúc mọi người ở đây là sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Tôi cũng nói chung là cũng là xin cảm ơn chương trình bạn Nguyễn Hà hôm nay, cho nên tôi muốn tổ chức để đặt được một lúc đó là MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Là nói chung là cũng là thờ tự ở thờ tự của hai MC lúc đó là những người dịch vừa qua là cũng rất là tự MC Quỳnh Linh, cho nên tôi cũng xin thay mặt và cộng đồng để cảm ơn Quỳnh Linh và những người dịch vừa qua mà dịch là tháng này. Dạ, con ông đó là chia sẻ lúc khó khăn với cộng đồng của cô ạ. Dạ. Cảm ơn với lại cũng là thờ tự MC Ngọc Lan là chưa mới được ra. Dạ. Thờ tự là thứ nhất mà cảm ơn là hôm nay mới được hát. Em biết hát cái gì? Em biết hát không? Hát thành nghe đi. Dạ, em biết hát. Em nghe lung tung hát không? Chẳng lẽ có cái chỗ đàn hả? Nào, hát thành nghe.
Dạ cũng có. Cái anh đi làm giờ hành chính hả? Dạ anh làm giờ hành chính. Thật tối nè. Dạ tối rồi nè. Dạ anh biết vậy à? Dạ. Thì mai đi không? Thì nói chung là anh thấy em rất là đúng vô của anh. Nên anh rất là mong em sẽ đánh lắm. Để mình có thể cho nhau cơ hội. Đi rồi tiến tới sao không? Dạ. Dạ. Anh muốn nói gì không? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cho mấy thằng làm thủ tục thôi. Đúng rồi. Tại vì cô Tú cũng hay quan tâm cái chuyện mà làm dâu, cho nên làm dâu. Tại vì cô Tú là tả tự, cô Tú là được từng nào chừng nào sang là cô Tú già hứa là nó tính. Bây giờ hiện tại là cô Tú là mấy cái 60 tuổi thôi. Cô 61, Tú 63 thôi. Cũng như là thấy thì tờ báo này thấy cũng được, cũng dễ thương. Nhưng mà tại vì thì nói chung là cô cũng nói là hai đứa thì cũng tạo ra cơ hội để gặp nhau, nói là được người tiến tới. Thì bây giờ đó. Tôi nói một vài câu đi. Cô dâu tương lai này được không? Tôi để vô là cái phần cái mình cũng xin chia sẻ chút xíu là nãy giờ qua của cô ta nói chuyện cũng đang lẫy này, tôi thấy mình lẫy này là cũng hiền, nói chung là cũng tạm được, nó cũng không có kiểu mà đâm đá như vậy, tôi thấy cũng cũng có hy vọng, thì nói chung là cũng được rồi thôi, để cho hai cháu có một cơ hội lẽ mà tìm hiểu, nó cũng thấy là nó hợp thì tiến thấy không nhanh. Tiền bạc kinh tế phát triển sao ai giữ gì đó người ta đổi nhau nghe luôn. Có ba má đây tự mình dám nói. Mọi gì mọi người là nghe luôn. Ba cũng mọi đó. Em nói chưa đi. Em thì em không có quan điểm con trai con gái. Con đang chọn là bây giờ mình cũng không, bản chất mình cũng không quyết định được là mình sinh con trai con gái. Dạ. Còn cái vấn đề em có đang chọn ai được thì nữa. Anh miễn sao mình ổn định được, mình có cái cuộc sống của mình được. Dạ. Thì em cũng vậy thôi. Không có gì khác. Về mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình, thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai, thì cũng ủng hộ cho My và bạn em này sẽ có cơ hội cho nhau đặt được tiền với nhau, thì bạn em thì cũng rất ủng hộ My. Xin cảm ơn mọi. Dạ, anh khỏe mà. Dạ, cái này thì anh ta hay lắp anh đánh mắt anh đàn đồ lắp người nào. Dạ, anh dạ.